Các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh VN Tin Tức. Trước tiên là điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 27 và ngày 28 tháng 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, mưa rét tiếp tục bao trùm miền Bắc. Trong đó, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C. Cùng với Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Quảng Bình đến Khánh Hòa đêm 27 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác, từ 28 tháng 2 khu vực này mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 27 và ngày 28 tháng 2. Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Trong đó, Điện Biên, Lai Châu, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, Lai Châu, Điện Biên, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 19 độ C, Điện Biên, Lai Châu, 24 đến 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ C, vùng núi 9 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15 đến 17 độ C, phía Nam 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18 đến 21 độ C, phía Nam 23 đến 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Trong đó, Ninh Thuận, Bình Thuận đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ C, phía Nam 29 đến 31 độ C. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, miền Đông 34 đến 36 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 28 tháng 2 năm 2024 cho các tỉnh thành phố trên cả nước. Thành phố.